Em xin kính chào quý anh chị và quý nhà đầu tư. Hôm nay em Sơn Lâm lại tiếp tục đăng tải lên một lô đất rẫy có tổng diện tích là 1,3 hectare quý anh chị nhé. Và lô đất rẫy của chúng ta thì có địa chỉ tại xã Ia Ròng, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai quý anh chị. Lô đất rẫy của chúng ta chỉ cách con đường nhựa em đang đứng đây khoảng 10 mét thôi quý anh chị nhé. Vâng, đất chúng ta thì ở khu dân cư, rất là thuận tiện quý anh chị nhé. Con đường của chúng ta là đường nhựa rất là to rộng và bằng phẳng quý anh chị ạ. Và lô đất rẫy của chúng ta thì có tổng diện tích là 1,3 hectare. Được trồng toàn bộ là cây cà phê đông đặc, cà phê tơ quý anh chị nhé. Và gia chủ trước đây thì có trồng sen hồ tiêu. Nhưng bây giờ tiêu chết rồi thì còn lại một số trụ không đáng kể quý anh chị nhé. Vâng, mời quý anh chị và theo chân em đi vào bên trong khu vườn của chúng ta. Em sẽ quay chi tiết cận cảnh các cây trồng cũng như mặt bằng khu vực và chất đất cho quý anh chị chúng ta xem để tham khảo nhé. Lô đất rẫy của chúng ta là đất đỏ ba gian, rất là bằng phẳng quý anh chị nhé. Trên đất của chúng ta thì đã có giếng khoan và một giếng đào quý anh chị nhé. Có điện ba pha. Và lô đất rẫy của chúng ta thì gia chủ có ký gửi kênh nhà đất Sơn Lâm, em bán với giá 1 tỷ 200 triệu quý anh chị nhé. Vâng, 1 tỷ 200 triệu là còn thương lượng và bao sổ sách cho quý anh chị luôn. Và gia chủ của chúng ta thì có chia sẻ với em là nếu quý anh chị nào mà mua cái sản phẩm này mà không cần đến cái số trụ tiêu đang ở trên vườn thì gia chủ sẽ bớt tiền cho chúng ta để gia chủ sẽ lấy lại cái số trụ tiêu quý anh chị nhé. Vâng, tổng toàn bộ số trụ tiêu ở trên lô đất chúng ta thì gia chủ sẽ giảm cho chúng ta 100 triệu quý anh chị nhé. Tức là chỉ còn lại là 1 tỷ 100 triệu thôi quý anh chị nhé. Đó. Thì nếu mà quý anh chị nào có cái xu hướng mà cần đến cái số trụ tiêu này thì gia chủ sẽ bán cho chúng ta là 1 tỷ 2, mà chúng ta không lấy cái số trụ trên vườn thì gia chủ chỉ bán cho chúng ta là 1 tỷ 100 triệu thôi. Đó. Thì em cũng chia sẻ lại cái gia chủ là có chia sẻ với em như vậy nhá. Quý anh chị nào quan tâm thì theo dõi cụ thể cái video của em quay để chúng ta nắm bắt thật chi tiết nhé. Các cây trồng, mặt bằng khu vực ạ. Đất chúng ta là đất đỏ ba gian, rất là bằng phẳng luôn quý anh chị nhé. Cà phê toàn bộ là cà phê tơ, rất là đẹp luôn ạ. Chất đất đỏ ba gian. Đất rẫy của chúng ta có tổng diện tích là 1,3 hectare. Ở tại xã Ia Ròng, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai quý anh chị nhé. Vâng, trên lô đất chúng ta thì gia chủ đã khoan một giếng khoan và một giếng đào quý anh chị nhé. Điện ba pha. Hiện tại thì gia chủ đang sử dụng giếng khoan quý anh chị. Và chỉ dùng một giếng khoan là đã đủ toàn bộ cung cấp nước cho khu vườn chúng ta. Nên là giếng đào của chúng ta thì gia chủ không có dùng tới quý anh chị nhé. Quý anh chị có thể thấy cà phê toàn bộ là cà phê tơ, rất là đẹp và đều quý anh chị nhé. Cà phê sau thu hoạch còn giữ được cái màu xanh rất là đẹp luôn ạ. Quý anh chị nào cảm thấy phù hợp với tài chính của mình và cảm thấy lô đất này đẹp thì gọi điện cho em theo số điện thoại em có ghi sẵn trên màn hình và cũng là số Zalo của em luôn quý anh chị nhé. Gọi điện cho em thì em sẽ tư vấn quý anh chị thêm. Quý anh chị và quý bà con lần đầu xem kênh em thì đăng ký kênh để luôn luôn đón xem những video tiếp theo mà nhà đất Sơn Lâm em đăng tải lên, những lô đất đẹp có giá trị để quý anh chị xem và tham khảo và lựa chọn nhé. Và em cũng xin cảm ơn quý anh chị và quý nhà đầu tư thời gian qua đã luôn luôn ủng hộ kênh nhà đất Sơn Lâm. Vâng, một lần nữa em xin cảm ơn quý anh chị và xin chào, hẹn gặp lại quý anh chị ở những video tiếp theo.